tập trung hết vô cứu người đi. Rồi. Rạng sáng ngày 24 tháng 6, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại lầu 1 căn nhà trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh khiến hai người mắc kẹt. Lực lượng phòng cháy chữa nhanh chóng có mặt cứu người ra ngoài an toàn và dập tắt đám cháy. Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 18 phút ngày 24 tháng 6, đám cháy xuất phát từ lầu 1 của căn nhà nằm trên đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nắm tình hình trong nhà có người mắc kẹt nên cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bắc thang lên lầu 2 tìm kiếm người. Đồng thời, lực lượng bên dưới phá cửa cuốn, phun nước xối xả vào đám cháy. Ít phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu và đưa hai người xuống đất an toàn. Đó là bà Nguyễn Thị Vân, 85 tuổi, và chị Lê Thị Tuyết Nhung, 30 tuổi. Vụ cháy thiêu rụi một số vật dụng sinh hoạt trong nhà.